Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Thắng. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đưa mọi người đi chợ phiên, một phiên chợ vùng cao khá là đặc sắc và nổi bật nhất Tây Bắc các bạn. Đó là chợ gì thì tí nữa thì mời các bạn đi khám phá trải nghiệm nhé. Ở khu vực đằng kia thì người ta đang bán gỗ lu và gỗ lũa rất là đẹp. Đấy, Hải sẽ đi quay tranh thủ cho mọi người xem nhé. Xin mời các bạn. Đấy, rồi ok các bạn nhá, bây giờ thì mời các bạn đi xuống khu vực cửa hàng gỗ lu và gỗ lũa. Đấy, hôm nay thì có khá là nhiều khúc đẹp các bạn. Đây này. Mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem một vòng nhé các bạn nhé. Ở đây là những khúc rổi này, hàng gỗ lũa, những hình thác rất là đẹp này các bạn này. Bên này này, ở bên này có cả kháo nhé các bạn nhé, kháo này. Ở bên này thì cái này vẫn còn ướt này, cực lặng luôn nhỉ. Đấy, anh ấy đang định xem khúc này. Cái này thì bày về bày gì cô? Về à, chú Hải cứ bán đi. Bán không? Ghép lan được, nói chung là để trong nhà bày đẹp. Đẹp, đẹp không? À, bể cá đẹp nhỉ. Đấy. Đấy, bây giờ thì Hải sẽ đi quay lần lượt cho mọi người xem nhé. Đây là bên này này các bạn này. Đây là rổi à anh? À rổi. Đây nó có những cái hình. Ví dụ khúc này bao tiền ạ? 700. Cái này nó có nhiều cái hang hốc rất là đẹp nhỉ các bạn này. Ở bên này thì anh có một cái này kháo đỏ hay kháo vàng này ạ? À? Đỏ. Kháo đỏ à? À. Kháo vàng này đẹp đấy. À đây. Nhưng mà cái này là mất hết cái rác ở ngoài rồi nhỉ? Cái này là nó thành lúa rồi. À, thành lúa rồi đúng không? Lúa. À. Ví dụ khúc này bao nhiêu tiền? Cái này là hơn triệu. Hơn triệu. Ờ à, cái mặt phẳng mặt sau nó phẳng nhá các bạn nhá. Đấy. Ừ. Nó thành lúa rồi. Cái này vớt ở dưới suối lên à? Hay là ở rừng á? Kiểu nó làm lâu rồi nhưng lũa hết rồi nhỉ? Nói chung là nó cũng biến thành lũa rồi. Chắc như này là cả bên này nó cũng như nhau hết. Thế lúc anh lấy là cái thân của nó chết rồi đúng không? Không, cái thân là nó chết lâu, cái này chỉ có cái gốc nguyên của nó thôi. Ở cái gốc kiểu nó dìm xuống nước nó ẩm lâu đúng không? Cái này nó ẩm lâu thì nó như thế thôi, còn gốc tươi thì nó khác. Gốc tươi thì những cái gốc tươi thì nó khác hẳn. Gốc tươi kìa. Đấy. Đây là cái gỗ kháo nó thành gỗ lũa rồi các bạn. Ở bên đây thì có một bác này mới đến này. Đấy, không biết là bác có mặt hàng gì đẹp không? Bác thử cởi ra xem có gì đẹp không? Ở đây thì Hải thấy là có một số cái tiểu cảnh mini khá là đẹp này các bạn này. À, bác hôm nay toàn cái tiểu cảnh nhỏ thế à? Cái này là người ta lên rừng, người ta kiếm được các bạn. Và bây giờ là mang đi bán này.
Đấy. Bây giờ mới buổi sáng đấy nhá, người ta đang bê cái này gù hương này. À, thơm không? Khó mà. À. Mũi mình hôm nay tắc rồi. Chẳng ngửi mùi gì. Đấy. Cái này phải cạo ra nó mới thơm đúng không? Bây giờ nó kiểu nó bị băng bít ở ngoài này, nó không. Ở đây thì hôm nay thì có một khúc kháo này các bạn ơi. Này kháo tươi. Đấy, các bác ơi, bây giờ mới đến chợ thôi. Đây, quay kỹ cho mọi người xem khúc kháo này nhá. Nhưng mà khúc kháo này hình như bị thối này. Đấy, bị sâu. Đấy. Nhưng mà cái vân của nó khá là đẹp. Cái sùi sùi này. Nó chưa về đâu. Đây còn chưa về cái gì? Ờ, cái ở bên trong này đấy. Bên trong nó bị kiểu nó thối gỗ. Thằng nào chưa về? Bốc mẹ hết đi, giờ về không về. Là tí đi. Đây, hôm nay mình thấy ở bác giấu một cái ở đây là khá là đẹp các bạn. Đấy, to to. Đấy, mình ra mình quay cho bạn xem. Đây này các bạn này. Đây, một cái mảnh kháo khá là to. Cái này là chắc là người ta đang định cắt đôi ra đây các bạn ơi. Đấy. Cái này còn tươi nhé các bạn nhé, kháo tươi. Cái này là lặng đấy. Tươi chắc chắn là lặng. Úi ôi, lặng phết. Chắc nó rơi vào tạ hơn tạ ấy các bạn. Cái này là về để làm những cái con vật rất là đẹp các bạn. Không biết là khúc này người ta bán bao nhiêu. Mình sẽ che vào cho họ các bạn. Người ta không biết là chắc cái này người ta chưa bán nhưng mà người ta kiểu sợ. Ôi. Che vào cho họ các bạn. Cái này của anh à? À, một khu kháo to nha các bạn nhé. Đây này. Nói chung là bây giờ thì là người ta mới bắt đầu mang đến bán. Hôm nay thì có hai cái khúc màu đen này khá là đẹp các bạn. Khúc gỗ lũa. Cái này dỗ như tổ ong ấy nhỉ. Đây này các bạn. Đấy. Khúc này của bác hả bác? À, ví dụ cái này bao tiền đây? 400. Cái này 200. Đây. Đây cái này anh đang bán 200. Cái này hình thù cũng đẹp phết này các bạn. Đấy. Đấy. Còn cái này thì chiều cao nó khoảng là 40. Cái này chiều cao khoảng là 30. Đấy. À. Đây là chắc anh chị mua khúc này đây. Cái này là rổi nhá các bạn nhá. Tới nó chưa? Có xe chuyển về rất là dễ các bạn, đơn giản. Vừa đấy ạ. Mua đầy thôi. Vài khúc nữa. Buổi sáng mọi người đi mua khá là đông các bạn. Nhỏ thì chưa nhà lớn một quả chưa nghe nào. Bao nhiêu?
Cái này nó còn ướt nhiều này các bạn ạ. Cái này khá là lặng nhé. Cái này về để ở cái bể cá các bạn. Bể cá to ấy. Khá là đẹp. Ok các bạn nhé, chúng ta trên đường đi Phong Lan thì có một cái quán bán dao này các bạn ơi. Hôm nay mình thấy là bạn này khá là nhiều dao đẹp nhé. Quay chia sẻ cho mọi người một tí. Đây này, dao. Đây này, rất là nhiều màu. Và đặc biệt hôm nay thì Hải thấy là dao người ta làm những cái khuy màu đồng này, rất là đẹp này. Cái này gọi là dao mèo nhé các bạn nhé. Dao mèo này, dao để lên rừng, lên đồi đấy. Đấy. Đây này. Đấy, đẹp chưa? Một cái chui dao thì có 4 vòng màu đồng này. Và cái cán người ta chốt ở cái khuy này để cho đỡ tụt con dao này. Khá là đẹp. Đấy. Cái bao cũng đẹp các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, cầm hộ cái thứ này. Đây. Đấy. Dao mèo nhá các bạn nhé. Cái sắt này người ta làm từ nhíp ô tô. Đấy, cái này là mang đi rừng rú, đi đồi, rất là đẹp để chặt củi. Đấy. Đấy. Rất là, các bạn thích bao màu nào thì có bao màu đấy. Cái này thường thường là bán trăm mấy nhỉ, bao nhiêu tiền? 250 à? 250 một con dao mèo cả bao nhé các bạn nhé. Các bạn mua thì Hải sẽ ship về tận nơi cho các bạn. Số điện thoại của Hải là 0379 420 217. Ở đây rất là nhiều màu, các bạn thích màu nào các bạn có thể chụp ảnh xong gửi cho Hải nhé. Đây, rất là nhiều màu. Ngoài ra thì bên này còn có cả dao Thái này các bạn này. Ví dụ như con dao nhỏ nhỏ này. Đây, 50.000 này. Đây, con này người ta thái rau rồi nói chung là thái thịt. Đây, rất là đẹp, sáng sủa. Đây, như con này người ta mài khá là sáng này. 50.000 một con các bạn. Đây, đặc biệt là những cái con này này các bạn này. Cái con này nhìn khá là đẹp. Cái này mẫu mới nhá, mẫu người ta mới lấy này. Mẫu nó dạng kiểu mẫu dao nhá. Con này bao nhiêu tiền? Dạ, con này 100. 100.000 các bạn. Đây, dao bầu này các bạn này. Dao chọc giết lợn. Còn khu vực bên này thì là dao chặt xương, chặt củi. Đây, dao phay này các bạn này. Tất cả các loại em đây, đều có. Dao phay này. Bà con. Ở bên này thì có một số con dao đầm tay hơn một tí. Đó là dao tông các bạn. Đây này, con dao tông. Đấy. Dao tông chặt xương, chặt củi. Khá là nặng các bạn. Con này rơi vào rồi. Mình nghĩ là một cân này. Thế nào thấy nặng thế này các bạn ạ. À, tất cả khu vực này thì người ta toàn làm từ nhíp ô tô nha các bạn nhé. Nhíp ô tô. Các bạn thích con nào và các bạn cứ chụp hình gửi cho Hải nha. Đây. Đấy. Chỗ này khá là nhiều dao và rất là đẹp. Đấy, bây giờ thì chúng ta đã đến khu vực người ta bắn phong lan này nhé các bạn nhé. Đấy,
hôm nay chúng ta sẽ xem có lan gì nào. Đấy, lan rất là nhiều nhưng mà hình như là mùa này không có hoa các bạn. Ở đây mình thấy có một cái búi lan này khá là tốt, mầm khỏe các bạn, nhưng mà không thấy có hoa đâu. Đấy, những cái búi lan này rất là tốt này, hình như đây là đàn phi điệp sao các bạn, đàn lan phi điệp. Đấy, trên này người ta để rất là nhiều này. Hình như là đây là hoa tam bảo sắc này. Mỗi búi này có hoa đây các bạn, còn là những búi khác hôm nay thì rất là ít hoa. Cối đá. À, cái búi này hôm nay nó nở nhiều hoa đen lụ, đẹp chưa các bạn ơi? Đây này. Cái này là phi điệp vàng nhỉ chú nhỉ? Phi điệp vàng nhỉ? Đúng rồi, phi điệp vàng. À, đẹp chưa? Đây các bạn này. Đây là phi điệp vàng nhá. Nó đang có lụ. Cái này là tuần sau nở rất là đẹp nha các bạn nhé. Đây. Ồ, cái này mầm. Đấy, người ta buộc vào đây rồi này. Nó có rễ này các bạn này. Nhiều. Ồ, rễ nó ăn vào rồi nhỉ. Bắn, đấy. Bắn vào cây. Đấy. Ví dụ gốc này bao nhiêu tiền? Gốc này là 300. 300 nghìn. Nó rất là nhiều mầm nhé các bạn nhé. Đây cũng có mầm này. Đấy. Nhiều mầm. Đấy. Mầm này. Đây mầm này. Và cái rễ của nó này các bạn nhìn này. Đấy, cái rễ của nó ăn vào gốc cây này đây. Rễ non này. Rễ non, rễ non. Cái rêu nữa, rêu nó mọc rồi. Đấy, bên này cũng nhiều quá, phi điệp vàng. Đây này. Cái này đang lở lụ này. Đấy. Kia là thảo quả nha các bạn nhé. Mình thấy là người ta có cái túi thảo quả này. Đấy, thảo quả tươi các bạn, 50.000 một cân. Măng. Nói chung là buổi sáng bây giờ thì bà con mới dọn hàng, bày các mặt hàng của mình mang ra chợ bán các bạn. Có một số thì người ta đã bày xong rồi, một số thì đang tiếp tục bày các bạn. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp nhé các bạn nhé. À, ở đây có ốc đá này các bạn này. Con này bắt lâu chưa chị? À, con này nó sống lâu không? Sống lâu mà. À, bao nhiêu tiền một cân? 50.000 cân. Ở đây là chỉ có quả dứa rừng này các bạn này. Sao quả kia non đã mất rồi? Lon chẹt rồi. Nó phải già già như quả này mất non quá là mất rồi. Đi đi rừng thì cứ vớ là được bắt rồi. Đây này, còn cây là cây thang cố này các bạn này. Cây để lâu thang cố. Lá thang cố. Đấy. Nói chung là hôm nay thì khá là nhiều lan nhưng mà chỉ có phi điệp vàng là có hoa đây các bạn. Đây còn củ tích dương. À, cái này ngâm rượu sinh yếu chữa sinh lý các bạn. Một người khỏe hai người vui. Đây này. À, thường thường là mình hỏi là người ta bán là 100.000 một cân nhé các bạn nhé. Lấm tích dương. À, các bạn nào mua thì các bạn cứ liên hệ với số Zalo của Hải nhé, 0379420217. Đấy, Hải sẽ mua và gửi cho các bạn. À, cái này vận chuyển trong vòng một tuần mình Hải nghĩ là thoải mái các bạn. Đấy, trong vòng một tuần là thoải mái. Vì cái này nó sống bằng dinh dưỡng ở cái củ này, nó chạy lên nên nó vẫn nói chung là vẫn tươi thoải mái các bạn. Đây này. Hôm nay rất là nhiều hoa phong lan nhưng mà toàn phi điệp vàng đây này. Cái mùa này là mùa hoa của phi điệp vàng các bạn. Ở bên này cũng có ốc đá này. Này, đây này. Ốc núi.
đây gì đây, thảo quả tươi này các bạn này. Đấy. Thảo quả tươi. Đấy, các bạn mua về để treo các bếp các bạn. Treo trong bếp. Gia vị thức ăn ở trên Tây Bắc quá, rất là nổi tiếng. Ô, cái này là lan đùi gà sao nhỉ? Đây này, lan đùi gà này các bạn này. Rất là tốt nhá. Mầm của nó rất là khỏe và tốt. Đây này các bạn này, nhìn video những cái mầm này tốt này. Ôi sên. Đây. Đây là con ốc đá đây này. Ô con này nhiều thịt phết nhỉ? Ô, thấy con nó nhỏ mà thịt của nó nhiều chưa này các bạn này? Đây là kim tuyến, lan kim tuyến các bạn. Cái này là người ta bán theo bó. Đấy. Cái này là đắt phết nhá các bạn nhá, không phải rẻ đâu. Cái này để người ta gọi là phong lan nhưng mà chủ yếu là để dùng để chữa bệnh các bạn. Cái này chủ yếu là chữa bệnh gì nhỉ? Ví dụ bó này bao nhiêu tiền một bó ạ? 100.000 một bó. Cái này đắt hơn đúng không? Cái này là người ta trồng ra chậu nữa. Đấy, ví dụ cái bó nhỏ nhỏ thế này thì người ta đang bán 100.000. Cái này nó dễ sống mà anh nhỉ? Đây này, nó mọc những cái mầm, cái dễ lo này các bạn này. Nói chung là cái này rất là dễ sống các bạn. Đấy, các bạn mua thì 100.000, ví dụ chỗ này 100.000, chỗ này phải hơn 10 cây đấy nhỉ? Mà cây này hôm nay to nhỉ? Đấy. Hôm nay, mọi hôm thì Hải thấy là cây nó rất là nhỏ nhá. Nhưng mà hôm nay thấy bụi này, cây rất là to các bạn. Lan này, lan đùi gà và lan phi điệp rất là nhiều. Hôm nay chỉ một màu xanh các bạn, hôm nay toàn một màu xanh, nếu mà có hoa nữa thì tuyệt vời. Đấy, một màu xanh của phong lan rất là nhiều. Đây bên này. Ôi bên này bác này có cái táo gai đẹp nhỉ. Đây, cái cành thôi đúng không? Ở cành này. Đây có cành táo gai rất là sai quả các bạn. Ôi đây, đây có một gốc này. Đây gốc của táo gai hay sao này? Ờ, gốc táo gai này. Đấy. Đấy. Người ta đánh cả bầu nhé các bạn nhé. Đánh cả bầu. Nếu mà các bạn mua về thì có vẫn sống thoải mái các bạn. Vì nó có bầu đất ấy. Ở đây là cây này cây to. Nhưng mà các bạn mua cây nhỏ cũng có các bạn. Ví dụ cây to này nó rơi vào tầm 150.000 200.000 một cây các bạn nhé. Đây anh này có cả nhộng này. Ong này ong gì anh? Ui tổ nó to nhỉ. Kinh kinh. Cái này sống ở trên cây rồi. À, dưới đất á? Hay ong đất à? Ừ, con ong này các bạn này. Con này chắc là ong đất chứ nhỉ. Ui ong đất. Nhưng mà anh nót cái này vào làm gì đấy? Cái gì ở dưới này có gì không? Không có à? Ở ong này các bạn này, nhìn thích nhỉ. Cái này về mà xào lăn xả ớt nhỉ. Đây này các bạn ơi. Ôi con nó rất là to nhé các bạn nhé. Nó nhúc 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 như con nhộng này. Đấy. Cái tổ nó rất là to các bạn. Ong này. Đây cái con ong của nó to như thế này mà các bạn ơi. Cực kỳ là to. Ui ôi to chưa. Nó đốt đấy nhỉ. Con này đốt chắc là toi đấy. Con này non thì nó chưa đốt. Nhưng mà con già là nguy hiểm lắm. Cái này 350 một cân à? À 300.000 một cân. Anh đang bán theo cân nhé các bạn nhé. Ví một cái tổ này xem này. À, cái tổ này nó rơi vào tầm 4 lạng các bạn. 4 đến 5 lạng. Chắc là 3-4 lạng thôi. Đấy. Đây cái này phải bày ra đây cho đẹp này. Đấy 300.000 một cân nha các bạn. Đấy kê nó vào cho nghiêng nghiêng ra đây cho đẹp. Anh bảo là anh bắt ở dưới đất các bạn. Chắc là ong đất. Ôi bên này người ta bán nhiều chưa các bạn ơi. Rất là nhiều nhá. Bây giờ mới buổi sáng thôi. Tí nữa rất là đông các bạn. Tí nữa chỗ này còn đi không nổi cơ. Đấy. Tại vì hôm nay Hải đi sớm. Hôm nay Hải đi sớm, Hải quay chia sẻ cho mọi người. Nên tạm thời là chưa đông người lắm.
nhưng mà đi muộn tí nữa là cực kỳ là đông. Ở đây có cây gì đây? Không biết là cây gì các bạn. Không phải rêu chứ. Ở cái này thì lan kim tiến thì mình biết rồi này. Đấy. Ớt này. Nho rừng này các bạn ơi. Mùa này vẫn còn nho rừng nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn mà mua thì alo cho Hải nhé. Đấy, nho rừng này. Nho này thì bao nhiêu tiền một cân chị? À, em. Ớ. 20 à, 20. 15 à. À. Cái này dùng để ngâm rượu nhỉ. Đấy, bạn ấy có cả chai mật ong này các bạn này. Chai mật ong thì thường thường là 150 một chai các bạn. Để chai nửa lít. Mấy bạn này đi rất là sớm để bày hàng ra rồi bán các bạn. À, chị này có ít đẳng sâm này các bạn này. Hôm nay là có vài chỗ này chắc là được 2 ba lạng. Em xem tí này. À, đẳng sâm này các bạn này. Đấy. Cái này để ngâm rượu nhá, hoặc là phơi khô để đun nước uống được các bạn. Đấy, chưa bệnh chắc là đau xương, đau khớp đấy, nhức mỏi cơ thể đấy. Nói chung là rất là tốt cho cơ thể các bạn. Đây, quả nho rừng này các bạn này. Đây này. Nho rừng. À, chua không ạ? À? Em xem một quả nhé. Ủa chua lắm các bạn. Thường thường là người ta để ngâm rượu. Ớt này. Đấy, khu vực này người ta bán rất là nhiều các bạn. Người ta bán cả sâm cát cánh này các bạn này. Đây này. Đấy, sâm cát cánh này. Hôm nay nhiều nhỉ. Đấy, rất là tươi các bạn. À, người ta nói chung là hôm nay người ta bán khá là nhiều mặt hàng. Và đặc biệt là Hải thấy là có ở bên này thì có cả ống gò cào này các bạn này, cho chim ăn. Đây. Người ta bán rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, ông cào cào nhiều chưa? À, hôm nay bác này có cái này gọi là cái cây lém à? Cây lém à bác? À. Liếm á? Liếm hay là lém ạ? À? Liếm à? Liếng à? Mình cái này để xào thịt ăn các bạn. Thịt bò, thịt trâu xào được hết à? 10.000 một bó ạ? À? Cái này là dạo này gần đây mới xuất hiện thôi nhá. Cái phiên trước Hải cũng thấy là xuất hiện cái bó là như thế này. Đây. Giờ đầu mùa. Giờ đầu mùa ạ? Cái này lấy ở trên rừng hay là mình trồng ạ? À? À, mình trồng được ạ? À? À, trồng vào ruộng á? Cái này là cũng nó cũng như kiểu cây sả nhưng mà nó to các bạn. Nhìn trông giống cây sả. Ong này. Ô, mùa này mà bác vẫn còn ong cơ à? Đấy, ong. Cái này trăm mấy ạ? 200 một cân. À, cả sáp cả mật 200.000 một cân. Này các bạn ạ. Cái này mới xé ra nhỉ đúng không? Đấy, nó vuông vắn này các bạn. Đấy. Ong cả mật cả sáp. Giá tại chợ hiện tại bây giờ là 200.000 một cân. À, bởi vì là bây giờ nó cũng như kiểu là cuối rồi các bạn, cuối vụ đấy. Nên là nó... Hả? Bắt đầu có rồi. Này có lần nữa à? Bây giờ có hoa lúa đây. À. Mấy hoa cay. Vâng. Mấy hôm trước này nó hết nhỉ? Mấy hôm trước hết. Cái này đúng rừng không? Đây chai mật ong các bạn. Chai này bao nhiêu tiền ạ? À? 200. 200 có nghĩa là chưa được 1 lít. Chai Căng lên là 1,2 kg. Hồi nãy là căng lên 1,2 kg. À cô mua đây à? À cô mua nhiều thế. À. Ôi ôi cả đây nữa này. Cô người miền Nam à? À nghe tiếng giọng miền Nam. Đấy, mua đồ ngâm rượu về trên họ bán nhiều lắm. Mua mà nó phải là dân uống rượu. Vâng. Mua về để cho phòng cho nó đẹp. Chợ bắt đầu đông dần nhé các bạn nhé. Người ta đi chợ khá là nhiều. Đấy, bên này người ta bán nhiều nữa các bạn ạ. Ở đây là quả lúc lắc này các bạn này. Đấy. Đấy, chị này đang nhặt về không biết này để làm gì. Chắc là ăn đấy nhỉ. Đây này các bạn này. Cái này là mình chọn phải chọn quả lon ạ.
hai quả là nó cứ dẻo dẻo là được đúng không? Nó dẻo dẻo này là nó non nhỉ? Đấy, cái đấy đừng cũng non đấy, đây đây đây. Đấy, chị đang chọn các bạn. Đấy, cầm mà nó cứ vây vây như kiểu cánh quạt ấy. Nó vây vây là nó non. Có nghĩa là nó còn có độ dẻo các bạn. Đấy. Ví dụ như nó phải vây vây này các bạn này. Thì chính tỏ là cái đấy nó đang rất là non. Đấy là một cách kiểm tra khá là hay các bạn, nhiều người không biết. Đấy. Đấy, 20.000. Đấy, ở đây là người ta bán cả người ta bán cả quả dứa rừng này các bạn ạ. Còn đây là sâm đất này. Ôi bên này bán nhiều thảo quả nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, người ta bán thảo quả tươi rất là nhiều nhé. Thớt này. Ở đây là người ta bán rất là nhiều thớt. Ở đây là có 4 cái thớt nó bằng bằng nhau này. Thớt như này khoảng bao nhiêu tiền một cái chị? 250 một cái. Xem đường kính bao nhiêu. Đường kính khoảng 25 các bạn. Đấy, đường kính khoảng 25. Người ta đang bán là 250 một cái. Bên đây chị bán nhiều thảo quả chưa? Rất là nhiều thảo quả tươi. Đấy, thường thường là người ta bán 50.000 một cân giá tại chợ các bạn. Còn bên đây là nhiều lấm nha. Đấy, mùa này là mùa lấm nhá. Lấm ngọc cẩu các bạn. Đây. Đấy. Ôi một cái củ này nó sẽ phải rơi vào tầm 3 cân các bạn. 3 cân. Đây. Nhìn rất là đẹp các bạn. Đây, một rổ. Cái này hình như là đấy, rất là nhiều các bạn. Đấy, thường thường là người ta bán 40-50.000 một cân. Đấy, một cái củ đấy chắc là để rơi vào tầm 3-4 cân rồi. Khá là nặng, nó tươi mà các bạn. Đây này. Bên này rất là nhiều này. Cả nho rừng này. Đấy, thả tạo. Những quả nho rừng rất là nhiều nhé. Ở bên trong kia là những cái gốc táo gai kìa các bạn. Đấy, người ta bán nhiều. Cái gốc táo gai nó cứ rơi vào tầm 150 rồi 200 một gốc. Đây có cây địa lan tốt chưa? Chưa có hoa nhưng mà nó rất là tốt. Măng này. Ốc đá con này lâu chết không anh? Lâu lắm. Lâu á? Ở đây đấy, đây có con rùa này. Con là con gì anh? Con rùa. Rùa. Con này sống ở trên rừng à? Sống ở trên khe đá. Mới nó ăn gì? À, nó ăn con gì nhỉ? Nó ăn chuối với lại hoa quả. À, ăn hoa quả chứ. Nhưng mà nó bò như nào được đích lên cây? Chắc là đợi của à, đợi quả chín xuống nó ăn nhỉ. Đây này các bạn này. Con này bao nhiêu tiền? 300.000. Ờ, bán 300.000 các bạn. Con này mang về nuôi hay như này các bạn nhỉ? Đấy. À, ông này bao nhiêu tiền cân? Cái này to đều không nhỉ? Nhưng mà con này không thấy đông đậy gì này. Nó vẫn sống nhỉ? Nó mất cái này rồi. À mất cái đầu á? À. Nhưng mà vẫn sống ấy. Cái này anh ấy rửa sạch rồi nhé. 40.000 một cân này. Bên này của người khác à? Chỗ này được bao nhiêu cân? Khoảng chỗ tất chỗ này được bao nhiêu cân?
chắc phải hơn 5 cân đấy, nó nặng. Ốc to, ốc bé thì nó nhẹ thôi. Cái này là ốc to á? Ốc to rồi ấy. Loại này là to ấy. Loại bé thì bé thôi. Cái này anh rửa rồi nhỉ? Rửa sạch rồi. Rửa sạch rồi. Đây, ốc ốc đá ở trên rừng nha các bạn nhé, ốc trên núi đá này. Đây là thì có cả hoa kim tuyến này các bạn này. Còn đây là lan các bạn, lan chưa có hoa nhưng mà cái thân của nó rất là tốt, mập mạp các bạn. Đây cái rễ của nó này, cái rễ của nó bắt đầu tròi ra này. Đuôi cáo à? Bên này thì người ta cũng bán ốc đá này. Đây có món gì đây? Cái này là rau hay là thuốc đây anh? Thuốc à? Lạ. Cây thuốc gì lạ lắm các bạn, mình không biết. Ở đây này các bạn ơi, mình thấy có một cái bao, một cái túi, gọi cái bao là cái túi làm bằng bao, có con nhím này, à rúi đây này, được con nhím đây, ở trong này có con rúi một con nha các bạn nhé. Người ta bắt được ở trên đồi đấy, nó làm ở gốc tre, gốc nứa rồi gốc chít. Con này to phết đấy. Ở đây thì đây là người ta bán cả nấm tích dương. Nấm tích dương để ngâm rượu các bạn. Ốc đá này. Con này á? Con này chắc là chỉ 200-250 thôi. Thường thường là bán cả đôi là 600. Con này một con mà. Con này giỏi lắm, lên 300.000 thôi. Em không đoán cân, nhìn con là biết thôi. Bé mà, cũng bình bình thôi. Không phải bé lắm, cũng được. Tầm khoảng 300 là đẹp. 250-300 là đẹp cả. Ở bên này bác có một cái cây hoa rất là lạ kìa các bạn nhỉ. Không biết là cây hoa hay là cây gì. Đấy là đâu là dài. Thì nhau đập vỏ cây dễ chay các bạn. Cái này người ta dùng để ăn trầu nha các bạn nhé. Dành cho các cụ hoặc là cho đám các bạn. Ngày xưa đám cưới người ta hay sử dụng cái này này. Hoặc là các cụ hay ăn trầu. Phong lan nha các bạn nhá. Ở đây thì có mấy giỏ phong lan rất là tốt này. Chưa có hoa các bạn, nhưng mà nhìn cái thân, cái rễ của nó rất là cứng cáp và tốt. Cái này lan gì đấy chị ơi? Không biết à. Đấy, rất là tốt đấy các bạn nhỉ. Ở đây anh cũng bán cả ốc núi, ốc đá này các bạn ơi. Nhưng mà con hôm nay nó chưa được to. Ở đây thì Hải thấy là bác có một cái cây rất là lạ nha các bạn nhé. Đây. Cái quả, không biết cái này là hoa hay là quả bác? Quả. Ở đây. Rất là lạ các bạn. Đây. Quay xa cho mọi người xem. Đấy. Cái rễ của nó này. Cái này gọi là cây gì bác? Cái này dùng để làm gì? Chơi đấy à? Cái cảnh à? Làm thuốc á? Cái này chữa bệnh gì bác? Chữa bệnh gì? Đau lưng hay là đau vai hay là làm gì? Tinh hoàn. Dạ, tinh hoàn á? Đây này. Cây thuốc các bạn. Đây. Mình cứ tưởng là cây cảnh để chơi bởi vì là thấy nó có hoa các bạn.
Ở đây quả này quả gì anh? Cái này là dai nghiến phải không? Hạt tê ạ. À hạt tê. Trông xa xa như kiểu hạt tiêu nhưng mà không phải. Hải thấy là người ta bán cả cua này các bạn ơi. Chắc là cua trên cũng trên trên núi các bạn. Khe đá đúng không? Ồ đây này. Bắt con thử nghe nào. Này suy dại lên nữa. Ôi. Ôi cái càng của nó này các bạn này. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái càng của nó rất là to các bạn. Cua sống ở trên núi đá nhá, ở khe nước ấy các bạn. Khe suối, khe nước. Lượng các bạn ạ. Đây này. Quá chất lượng luôn. Cái này mà sờ tay vào nó cấu cho thì biết các bạn. Chợ bắt đầu đông dần rồi các bạn. Rất là đông nhé. Đây bên này người ta bán khá là nhiều các bạn. Các mặt hàng thảo quả. Ớt này. Đấy, trên này bán rất là nhiều ớt nhé các bạn nhé. Dây ớt này. Dây ớt tươi. Dưa. Bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người lên khu vực chợ phiên, chợ chính nha các bạn nhé. Khu vực văn hóa. Để cho các bạn xem là hôm nay đông đến cỡ nào. Và có các mặt hàng gì hay là không. Đấy, ngay bên này đường người ta bán rất là nhiều. Đấy, trang sức này. Đây anh ấy bán khèn mông, gậy múa xin tiền. Đây, chúng ta sẽ vào trong chợ nhé các bạn nhé. Cứ phiên cuối tuần đấy các bạn biết đấy, chợ rất là đông. Ở đây thớt này các bạn này, thớt nghiến này. Cái thớt này thì... Ôi thớt này đẹp phết nhỉ các bạn nhỉ. Đây, thớt. Đấy, rất là nhiều thớt đẹp các bạn. Ví dụ cái này khoảng bao nhiêu tiền đây? 550. Đẹp nhỉ. Đấy, làm rất là đẹp. Có cả cái to cái nhỏ các bạn. Đây chúng ta đã vào khu vực ở trong chợ rồi các bạn ơi, rất là đông nhá. Ôi quán hôm nay bán thảo dược này nhiều nhỉ. Này sâm đất các bạn. Rất là nhiều. Người ta đang xem để mua các bạn. Đây là búi bó sâm đất. Đây này, quán của bác bán khá là nhiều nhá. Đây là nấm tích dương các bạn, dùng để ngâm rượu. Đấy. Chữa bệnh sinh lý, đau xương đau khớp này. Một người khỏe, hai ngày vui các bạn đây. Cái này 100.000 một cân này. Đây. Nấm tích dương. Này to nhỉ, đợt trước nó nhỏ giờ nó lên rồi. Cái này làm gì đấy bà ơi? Ôi cái đấy đẹp này nhỉ? Đấy, mua. Ôi gãy một cái đâu. Cái này ngọc cầu cái bà bán bao tiền? Ngọc cầu 120 một cân à? 120 một cân. Ở quán của bà bán khá là nhiều nhé các bạn nhé. Đây này mình quay cho bạn xem. Bán cả 400
bán cả sâm cao đỏ này các bạn này. Đấy, sâm cao đỏ ba kích trắng này. Còn đây, là những cái bó sâm đất rất là nhiều các bạn. Khu vực này người ta bán khá là nhiều các bạn. Đặc biệt là mình thấy là những cái quả nho rừng. Quả nho rừng đợt này rất là to nha các bạn nhé. Cái đầu mùa mình thấy là quả nó rất là nhỏ, nhưng mà đợt này quả nho rừng cực kỳ là to luôn. Đấy, dùng để ngâm rượu các bạn. Đấy, sâm cau. Sâm cau thì các bạn biết đấy, cứ bình quân là 100 đến 120 một bó các bạn. Giá tại chợ phiên. Chợ rất là đông nha mọi người nhé. Ở đây thì người ta bán thảo dược rất là nhiều. Đấy. Đây này các bạn này. Đấy, các bạn thấy ở đây là những quả gừng đen nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, ở bên trong nó màu đen. Đấy. Gừng đen. Rất là nhiều các bạn. Đấy, các bạn nào mua thì cứ alo cho Hải nhé. 0379420217. Hải sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Rất là nhiều các bạn, rất là tươi, gừng đen. Đấy, ở trong nó có màu đen này các bạn này. Đấy. Đấy chưa? Đấy. Ở trên này thì người ta bán rất là nhiều, đặc biệt là tam thất các bạn. Tam thất tươi, tam thất khô. Đây này, những củ ấu tàu nữa này. Đây. Ôi loại này to nhỉ, loại này đẹp này. Ôi. Ôi to nhỉ. Chắc là to nhất từ trước cái này đấy. Loại này bao tiền cân ạ? 200 nghìn này. Loại ta của ấu tàu đấy, dùng để ngâm thuốc, làm thuốc bóp hoặc là để linh hầm để ăn đấy. Ở đây này, cái loại là bình sai bình quân này các bạn này. Đấy, đây này. Ở bên này thì có rất là nhiều tam thất đấy các bạn nhé. Đấy, bây giờ thì Hải sẽ đi tìm một số loại tam thất để giới thiệu cho các bạn. Đấy, xem từng size từng cỡ. Đấy, tam thất khô nha các bạn nhé. Đấy, đây là những cái củ to này các bạn này. Những cái củ to, những cái củ 19 ấy, đến 20 củ một cân ấy, thì nó rơi vào tầm 1,5 triệu. 1,5 triệu một cân các bạn. Còn những cái củ mà 24 củ thì nó rơi vào tầm 1,2 triệu một cân. Đây. Ví dụ loài này bao nhiêu ạ? Hàng này là 1 triệu, size bao nhiêu ạ? Size này là 30 củ một cân các bạn. Đây. Hàng 1 triệu. Còn là size 24 củ thì 1,2 triệu. Cái này. Còn loại này là nhỏ các bạn. 62 củ mấy trăm ạ? 700. Đây các bạn này. Đấy, 62 củ 700. Ngoài ra thì chị bán rất là nhiều cả lụ hoa tam thất này các bạn ạ. Cái này để chữa bệnh mất ngủ này, hoặc là uống, nói chung là đun nước uống ấy, rất là bồi bổ sức khỏe. Đấy. An thần sức khỏe các bạn. Bác ấy đang lấy tam thất cho khách này các bạn. Đấy, mang về dùng hoặc là tặng biếu. Đấy, ở khu vực đằng này người ta bán rất là nhiều nhé các bạn nhé, toàn đồ ngâm rượu thôi. Ở đây thì Hải thấy là có tắc kè đỏ này các bạn này. Đấy, tắc kè đỏ để ngâm rượu chữa bệnh đau xương đau khớp này. Còn bên này những cái bó sâm đất các bạn, những cái bó sâm đất rất là to.
đấy, cũng để ngâm rượu. Và có cả lấm ngọc cẩu này các bạn ơi. Đấy, lấm ngọc cẩu người ta mua về người ta cũng để ngâm rượu rất là nhiều nhé. Đấy, như kiểu chị kia chị đang xem sâm đương quy các bạn. Sâm đương quy rất là thơm, dùng để xào thịt, nấu ăn rồi ngâm rượu các bạn. Sâm đương quy. Củ này người ta mới nhổ nha các bạn nhé, rất là tươi. Mật ong các bạn, sáp mật ong, cả mật cả sáp. Đây quả lê. Cái này là lê móc cọp sao ấy nhỉ? Lê móc cọp à cô? Hay là lê chát? Lê. Cái này là lê chát nhỉ, đúng không cô? Lê chát này. Cái kia là lê móc cọp. Đấy, ở khu vực này Hải thấy là người ta bán thớt này các bạn này. Đấy, những cái thớt nghiến. Thớt làm từ gỗ nghiến à anh? Thớt làm từ gỗ nghiến à? À đẹp nhỉ, có mấy cái này đẹp này. Ví dụ cái này bao nhiêu tiền? 300 à? Ồ, cái này đẹp phết này các bạn này. Đấy, chắc chắn. Cái này đường kính nó rơi vào tầm 30 các bạn, 30-31 đấy. Đấy, rất là đẹp nhé. Cái kiêng to rồi. Cái này để thái rau, chặt thịt gà khá là hợp lý các bạn. Đấy. Cái này dày phết nhỉ. Cái này dày khoảng 5 phân các bạn. Đấy, chặt xương. Rất là cứng các bạn. Đấy, hai cái này cũng đẹp. Ở đây là người ta bán cả một số cái cối bằng gỗ này để giã hạt tiêu, hạt dồi. Còn ở khu vực bên này mình Hải thấy là người ta bán rất là nhiều măng nhé các bạn nhé. Măng này, măng tươi nhé. Về tất cả chỗ này toàn là măng ấy, những cái bao măng ấy. Đây này các bạn này, măng này. Cái này là măng mai nhé các bạn nhé, toàn măng mai đây này. Đấy. Toàn bao rất là nhiều. Cái khu vực này là tập trung hết ở đây các bạn, toàn măng là măng rồi. Và mùa này là mùa măng lứa nữa các bạn ạ. Người ta bán măng lứa, người ta luộc sẵn ở nhà rồi ấy. Bây giờ là mang ra chợ bán này. Và nếu mà bó rồi bao nhiêu tiền bó? 10.000 à? Măng lứa nhỉ? Mùa này mùa măng lứa này. 10.000 một bó. À, khu vực này người ta cũng bán khá là nhiều đồ các bạn. Đây này, không biết là đồ gì đây, nhiều lắm. Mình xem là người ta bán cái gì nha các bạn nhé. Ở đây thì thấy có sâm đương quy này. Đấy. Đây là cái dãy gì đây? Cái này là cái gì đấy bà? Cái này là cái gì đấy? À cái này là chữa bệnh thuốc à? Thuốc gì ạ? Khúc à, khúc khích á? Khúc khích. Tưởng là khúc khác. Không phải khúc khác. Chữa bệnh đau lưng hả cô? Không biết đau
ai mua ai xong là không biết xong. Bác ấy bán thuốc các bạn. Đây. Tăng thất à, trên kia đầy nhiều. Trên kia nhiều lắm. Chứ ngay cổng chợ đầu vào ấy. Tươi hay là khô? Cả tươi cả khô. Ngay đầu khu vực này người ta bán rất là nhiều các bạn. Đấy, tam thất tươi củ ấu tàu. Đây, lấm tích dương các bạn này. Đây, củ tích dương. Đây, đấy. Lấm rượu các bạn. À đây có cả sâm cao đen này các bạn này, sâm cao đen này. Ôi khu vực này người ta nhiều chưa này? Rất là nhiều những cái sâm sâm đất các bạn. Những bó sâm đất tươi người ta mới nhổ lên và mang đi bán rất là nhiều các bạn. Đấy. Những cái này thì để ngâm rượu nhé các bạn nhé. Nó rơi vào tầm 50-60 nghìn một bó. Đấy, các bạn mua thì qua alo Hải 0379420217. Đấy, các loại thảo dược ở trên chợ phiên rất là nhiều. Đấy, ba kích này các bạn này. Ba kích trắng này, ba kích trắng rừng. Đấy, nấm ngọc cẩu này. Rất là nhiều. Chợ rất là đông các bạn, người ta đi chợ đi chơi trải nghiệm đi ngày cuối tuần này. Đi xả check rất là đông. Đấy, khu vực này người ta bán rất là nhiều nhé các bạn nhé. Ở đây thì Hải thấy là có cả những bắp ngô màu cái này gọi là ngô gì nhỉ? Đấy, màu như kiểu màu thổ cẩm ấy các bạn. Ngô tím à, cái này gọi là ngô tím sao này các bạn này. Còn ở đây là những bó sâm cau này. Sâm cau đen. Chắc là quả bên kia. Sâm cao đen anh ạ. Chị ơi, sâm cao đen bao nhiêu tiền này? Sâm cao đen, sâm cao đỏ. Các bác là mua cứ alo Hải nhá. Đây hạt dổ nhá các bạn nhá, rất là thơm này. Cái này để cho vào thức ăn, cho vào lẩu, cho vào thắng cố các bạn. Đấy, rất là thơm. Hạt dổ lép. Đấy, các bạn mua thì cứ alo Hải nhá. Ở đây thì có cả ấu tàu này các bạn này. Và đây nữa này. Đấy. Có loại này loại nhỏ nhá các bạn nhá. Còn loại này loại to. Ở đây thì Hải phát hiện ra có tổ ong các bạn. Tổ ong này nhưng mà không phải ong mật nhá, ong nhộng các bạn. Đấy. Rất là nhiều nhộng. Cái này người ta bán theo cân nhá, khoảng là 300 nghìn một cân các bạn.